33 người đàn ông thác loạn trong động mại dâm đồng tính ở Sài Gòn. Công an quận Phú Nhuận liên tục nhận được phản ánh về một cơ sở massage trên địa bàn. Hàng ngày có nhiều người đồng tính ra vào náo nhiệt. Qua theo dõi, công an phát hiện một động mại dâm núp bóng là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Khải Vấn. Công ty Khải Vấn có địa chỉ trên đường Nguyễn Công Hoan, phường 7, quận Phú Nhuận. Cơ sở này do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Khải Vân đăng ký vào ngày 8 tháng 6 năm 2020 do Thái Hán Thục, 53 tuổi, đứng tên giám đốc với ngành nghề kinh doanh sông hơi xoa bóp. Trên danh nghĩa, công ty chỉ có 4 nhân viên gồm nhân viên giữ xe, nhân viên bán vé ở quầy tiếp tân và hai nhân viên phục vụ phòng. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận, phối hợp với công an phường 7 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 33 người đàn ông trần chuồng, trong đó nhiều người đang quan hệ tình dục, một số bao cao su vương vãi khắp sàn. Theo công an, công ty Khải Vấn đăng ký kinh doanh với ngành nghề massage, hoạt động được khoảng 3 tháng. Công ty mở các website nam đồng tính để quảng cáo các gói dịch vụ kích dục và bán dâm tại chỗ. Khách đến chỉ cần bỏ 90.000 đồng mua vé vào cửa, sau đó được xông hơi, tắm tiên và có nhu cầu thì chọn bạn tình tại chỗ. Trước khi lên lầu 1, lầu 2 để quan hệ tình dục với nam giới khác, họ thoát y tại tầng trệt. Ngày bình thường, lượng khách đến đây để quan hệ tập thể từ 30 đến 50 người, đặc biệt trong tuần có 3 ngày là thứ 5, 7 và chủ nhật sẽ diễn ra lễ hội. Sau khi thay đồ sông hơi xong, khách quấn khăn lên lầu 1, lúc này toàn bộ khách vứt khăn, nốt 100% và thoải mái đi kiếm bạn tình để được thỏa mãn. Cơ sở mại dâm nam trá hình này không phân biệt tuổi tác, bất cứ khách nam nào có nhu cầu bỏ tiền mua vé là được vào trong. Trong số đó có nhiều người lớn tuổi không kiếm được bạn tình bên ngoài, nên chọn cách vào đây để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Trung bình một ngày, cơ sở massage Khải Vân thu lợi nhuận từ 4 đến 10 triệu đồng. Một cảnh sát cho biết quản lý cơ sở trên khai mở tụ điểm sông hơi massage trá hình, rồi quảng cáo trên các web Đồng Tính Nam. Theo cảnh sát, cơ sở này hoạt động được khoảng 3 tháng thì bị lực lượng chức năng phát hiện triệt phá động mại dâm chuyên tuyển tiếp viên trẻ chưa đủ 18 tuổi. Còn tại Quảng Ninh, ngày 10 tháng 12, Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý tụ điểm bán dâm do vợ chồng Nguyễn Văn Độ, 52 tuổi, trú tại địa phương cầm đầu. Ngày 9 tháng 12, Công an đã triệt phá thành công 3 tụ điểm chứa và tổ chức mua bán dâm tại thành phố Móng Cái do vợ chồng Độ điều hành trực tiếp kiểm tra tại quán karaoke Thái Độ, xã Hải Xuân do Trần Thị Thái, 44 tuổi, trú tại địa phương làm chủ. Cảnh sát bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm cùng sổ sách ghi chép và nhiều tăng vật. Công an tiếp tục kiểm tra hai cơ sở khác tại xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái. Lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Trong đó có một cơ sở cho nữ nhân viên LTH chưa đủ 18 tuổi thực hiện hành vi bán dâm cho DVL, 35 tuổi, quê Sơn La. Từ lời khai của nhân viên, công an xác định vợ chồng Nguyễn Văn Độ điều hành 3 cơ sở mại dâm cùng bốn người khác tham gia đường dây cung cấp gái mại dâm. Để thu hút khách, vợ chồng Độ tìm những cô gái có tuổi đời còn trẻ, chủ yếu 18 đến 24 tuổi. Cá biệt có người chưa đủ 18 tuổi để cung cấp cho khách. Những cô gái bán dâm cho khách với giá 250.000 đồng một lượt và phải chia cho vợ chồng Độ 50%. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.